Sau đây là những giây phút mà ban lãnh đạo công ty muốn được tri ân, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những nhà phân phối của mình. Cho phép tôi được vinh danh ngay trên sân khấu này 27 nhà phân phối xuất sắc của công ty Đức Việt. Chúng tôi xin mời các đại diện của các nhà phân phối được xướng tên ngay sau đây sẽ bước lên sân khấu để nhận những món quà kỷ niệm từ phía ban lãnh đạo công ty. Xin mời bà Trương Thị Mai, đại diện nhà phân phối Chu Quang Thịnh Thái Nguyên. Xin mời đại diện Nguyễn Văn Đạt, nhà phân phối Từ Sơn Bắc Ninh. Xin mời bà Vũ Hoàng Oanh, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Oanh Hải Phòng. Và xin mời ông Nguyễn Trọng Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lân Hương Thái Bình. Và thưa quý vị, đây là 7 trong số những nhà phân phối có doanh số cao nhất. Giám đốc marketing công ty Đức Việt sẽ lên trao quà lưu niệm cho nhóm hai các nhà phân phối xuất sắc có một những phân phối rộng khắp và sự hợp tác mật thiết với đông đảo các nhà phân phối trải dài trên khắp đất nước của chúng ta. Chúng ta cùng ghi lại những hình ảnh lưu niệm với các nhà phân phối xuất sắc và ban lãnh đạo của Đức Việt. Xin quý vị dành một tràng pháo tay. Công ty cổ phần Entertainment Hải Dương, mời Vũ Văn Dương. Xin mời Phạm Ngọc Vinh, nhà phân phối Yên Bái. Chúng tôi xin được mời ông Ốc Trương Sốc, giám đốc tài chính công ty Đức Việt sẽ lên sân khấu trong phần lưu niệm cho top 3 các nhà phân phối xuất sắc hôm nay. Xin quý vị dành những tràng pháo tay, chúng ta cùng chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp và đã đạt được những điều thành công để Đức Việt với những nhà phân phối của mình. Chúng tôi là những nhà phân phối đã đồng hành cùng công ty suốt nhiều năm qua để đưa thực phẩm xúc xích Đức Việt ra thị trường. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của công ty trong việc cung cấp xúc xích, chính sách giá cả, chương trình khuyến mại và các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của ban giám đốc mới cùng với sự đầu tư từ tập đoàn thì công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững. Của nhà phân phối cũng có một bó hoa để trao tặng lại cho ban lãnh đạo công ty để biểu diễn tình cảm hết sức tốt đẹp của mình và một lời hứa. Xin được cảm ơn bà Vũ Hoàng Oanh một lần nữa. Xin được cảm ơn.
Sau đây thì tôi xin phát động cuộc thi đua quý 2 cho thống nhà phân phối. Trước tiên công ty cổ phần thực phẩm Đức Viên xin chân thành cảm ơn quý nhà phân phối đã nỗ lực và gắn bó cùng công ty trong thời gian qua để tri ân và thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý 2 năm 2017. Thì ban lãnh đạo công ty đã quyết định là tổ chức chương trình thi đua cho nhà phân phối quý 2 như sau. Mọi người thích đi Hàn Quốc không ạ? Thứ nhất là thưởng cho nhà phân phối có doanh số quý 2 năm 2017. Một đầu tiên là vượt so với chỉ tiêu cao nhất tính theo sản lượng số kg, có nghĩa là tất cả các nhà phân phối ở đây nếu mà vượt được chỉ tiêu của quý 2 mà có cái sản lượng cao nhất thì mọi người sẽ được có một suất đi Hàn Quốc vào năm 2017. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Cho Nam In, tổng giám đốc, ông Nguyễn Tùng, giám đốc nhà máy, và đại diện nhà phân phối Phương Tùng Ly, ông Nguyễn Sĩ Phương sẽ lên thực hiện nghi thức phun sương mây để khai tiệc bữa tiệc của chúng ta đêm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin mời bác chứng minh ạ. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, mời bác bốc thăm một giải thưởng đầu tiên ạ. Rất là hùng hồn ạ, đề nghị quý vị tập trung. À, đến bây giờ mình công bố ạ, hay là bốc đủ 3? Mà bốc đủ 3 luôn ạ, mời những người. Vâng, anh ơi. Vâng, mời anh Hùng bốc thêm cho em một giải nữa. À, như vậy chúng ta đã có 3 giải 3 trong ngày hôm nay ạ. Vâng, vâng. Vâng, xin mời ba người đứng đây ạ. Sau đây là xin mời bác và anh và chị là bóc ba giải thưởng ra. Và bây giờ xin mời bác sẽ đọc con số mà bác nhìn thấy. Số của tôi là số 18 ạ. Số 18 ạ? Ai là số 18 ạ? Về khách mời số 18 là vị khách may mắn đầu tiên của buổi tối nay. Xin mời vị khách số 18 ạ. Vâng. Xin mời lên sân khấu luôn ạ. Vâng, xin mời lên sân khấu luôn ạ. Xin mời chị Hương công bố luôn. Vị khách số 24 ạ. Vị khách số 24 ạ. Xin được chúc mừng ạ. Xin được chúc mừng vị khách mời số có số may mắn 24. Xin
Xin mời ạ, xin mời vị khách nào có số 24 sẽ nhanh chóng bước lên sân khấu. Xin mời đây rồi ạ. Đúng bác, đúng thưởng luôn ạ. Vâng, xin chúc mừng bác. Như vậy là số 27 đây là chỗ trúng thưởng ạ. Xin mời số 27 lên ạ. Số 27 đâu ạ? Vâng, đây thì dàn này quay một chút ánh sáng về phía kia để biết là số nào sẽ là người trúng thưởng ạ. Còn xin mời chị lên nhận thưởng ạ. Một lần nữa chúc mừng ba vị khách may mắn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Thị Tùng. Nhạc sĩ Nguyễn Cường xin gửi tới toàn thể quý vị ca khúc được mang tên Don't Must Play Cool. Xin quý vị cùng thưởng thức. Một sự thể hiện tình cảm rất thắm thiết giữa công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt và các nhà phân phối, và tôi cũng hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều cái gắn kết trong tương lai trong tới. Vâng, mời ông chủ nhân viên đấy ạ. Giải nhì năm
500 đô ạ. Vâng, giải nhì đã thuộc về chính liên nhà máy, đại diện cho nhà máy. Vâng, đặc biệt là giải đặc biệt, giải nhất hôm nay đã thuộc về chị Phương biểu diễn ạ. Chị Phương xinh đẹp, lượng fan rất lớn. Chị Hạnh của chúng ta rất là phúc hậu và chị cũng rất là người rất may mắn. Cũng chúc mừng chị. Và sau đây xin mời Tổng đốc Chu Nam Minh sẽ lên trao giải đặc biệt cho chị Hạnh, nhà vô khối tổng phả của chúng ta ngày hôm nay. Trong anh em ơi yêu mang cơ tình bạn.